đề xuất cơ chế đặc biệt để tiếp đón các đoàn khách quốc tế khi đến Việt Nam giao lưu với giáo hội. Đó là một trong những đề xuất kiến nghị được đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội. Tại đây, ông Vũ Hoài Bắc, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, cũng ghi nhận những đề xuất kiến nghị của hai ban và khẳng định sẽ phối hợp cùng các bộ ban ngành tháo gỡ thời gian tới. Trong năm 2023, nhiều hoạt động Phật sự quốc tế được thực hiện, tạo nên vị thế uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Trong khi đó, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội đã cúng dường các cấp giáo hội, trường hạ thực hiện từ thiện an sinh xã hội với hơn 100 tỷ đồng. Dịp này, 4 tập thể và 29 cá nhân thuộc Ban Phật giáo Quốc tế, 38 cá nhân thuộc Ban Kinh tế Tài chính đã nhận bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội.